Kính chào đạo diễn. Em tên là Nguyễn Thị Linh. Em xin lỗi em lộn. Em tên là Gia Linh. Sao mẹ run quá à con ơi? Để mẹ sờ thử coi tim con có hồi hộp giống như mẹ không nha. Nhưng mà ngày mai mẹ đi gặp ông đạo diễn rồi, mẹ không biết sao nữa. Con cố gắng ủng hộ tinh thần mẹ nha. Có chữa hả? Phải không? Dạ đâu có. Chứ tôi nghe cái gì mẹ con rồi tai cô cái bụng làm sao? Dạ không. Con con sao? Con tập kịch. Chứ con đâu có chữa, con đâu có, con tập kịch mà. Tập kịch? Dạ, con tập kịch. Làm diễn viên hả? Dạ. Diễn viên được á con. Con đẹp vậy làm diễn viên nổi tiếng nhanh lắm á. Con nhớ phải nổi tiếng nghe không? Để sau này gì nở mặt nở mày gì đi đồ mới là hồi đó con cứ ở nhà trọ của dì con ha. Được á. Dạ. Chứ mà có chữa thiệt á là chết đó nghe không? Dì đuổi cổ á. Chưa có chồng mà có chữa ở trong nhà của dì nó xui lắm. Dì ngóc đầu lên không có được, biết chưa? Tập tiếp đi con. Dạ. Trời, mẹ hết hồn luôn á con. Mém xíu nữa là mẹ con mình đi ra ngoài đường ở rồi. Nhưng mà không nói chuyện với con mẹ sợ con buồn á. Hay là không sao, đợi lúc nào mà bà không có nhà mẹ tám với con đã đời luôn ha. Chưa làm quen của anh cũng ấn tượng lắm. Em không ngờ thời buổi này đã có người lãng mạn như anh. Với người đẹp như Hoa thì anh có cách phải làm sao cho xứng chứ. Anh nói thiệt, càng ngắm em anh càng thấy em rất là cuốn hút. Ba mẹ em đã suy nghĩ đặt cho em cái tên rất là hợp với dáng em. Anh nói như là trong tiểu thuyết vậy đó. Nó nghe sến quá à. Nhưng mà cũng lọt lỗ tai. Anh làm em thấy thích rồi đó. Nếu em thích anh sẽ sến vô bờ bến cũng được. Em có biết để được gặp gỡ cũng là duyên nợ không? Chứ đâu phải hai người xa lạ, không cùng công ty, không chung nghề nghiệp để gặp nhau, phải không? Bởi vậy anh luôn tin rằng định mệnh đã cho anh được gặp em, để rồi quen em, và để rồi yêu em. Yêu em? Anh có nói quá không đó? Anh yêu. Anh yêu nụ cười của em, yêu ánh mắt của em, yêu cách nói của em. Em phải tin là có tình yêu sét đánh chứ. Vô. Trời ơi, đẹp thiệt đó ta. Ừ. Ủa sao hôm nay về sớm vậy? Ê, đồ này á, ngày mai tôi đi thử vai nè, thấy sao? Trời ơi, tất nhiên là đẹp rồi. Đồ người ta mua cho mà, không đẹp sao được. Ai mua? Tôi mua mà. Tôi trả tiền đàng hoàng chứ bộ. Giấu hoài. Giấu giấu gì không biết nữa. Thôi, tôi hỏi vậy thôi chứ tôi biết hết á. Là sao ta? Là sao tôi không hiểu? Bà nói gì á, nãy giờ tôi không hiểu gì hết trơn trời á. Mệt ghê à. Tự nhiên tối rồi. Ý, 8 giờ rồi, thôi tôi đi ngủ nha. Gì vậy? 8 giờ mà đi ngủ gì?
Biết sao không? Tôi nói nghe, tôi có cái tật á, mỗi lần mà có chuyện quan trọng là cứ y như rằng tôi ngủ ly bì, không biết giờ dậy luôn. Ngày mai tôi sợ tôi dậy trễ cho nên á, chắc là tôi phải ngủ sớm. Với lại á, tôi biết á, ngủ sớm, da mặt căng như thế này nè, sáng mai á, không có một nếp nhăn nào hết, tôi đi cắt tin mới tốt được. Thôi được rồi, tôi biết rồi, giờ đi ngủ đó nha. Good night. Bye bye. Ngủ ngon. Mình chỉ có thể là một đứa em tốt, cả đời này cũng chỉ vậy thôi. Má mẹ. Ủa, trời, hôm nay về sớm vậy con? Hả? Trời Phật ơi, có người tháo kiến tháo nón rồi mới chịu hay sao? Trời ơi, sao mặt phờ phạc mệt mỏi dữ vậy? Con mệt quá à. Không mệt mới là lạ đó, cha mẹ đẻ ra phải không? Khỏe mạnh đẹp đẽ vậy đã, người mẫu người miết nhìn ăn nhìn uống làm chi, giờ ốm xanh xương ra kìa, mệt là phải rồi. Có khi nào con bị bệnh tim không? Tìm cái đầu con, nhìn ăn riết rồi chóng mặt chứ gì. Gạt chống xe đi, đi vô. Má ơi. Trời ơi, thiệt, con cái chị khổ vậy không biết à. Đi vô, nói không, để mà ẩm con luôn cho. Thôi để con xách cho. Thôi. Rồi đây, muốn làm con có hiếu hả? Ăn nhiều mập vô rồi có hiếu với tôi. Ê, chị Linh, đi đâu mà đẹp quá vợ? Trời, đẹp như vậy là không có rớt đâu nha. Đi đâu vậy? Hôm khác nói chuyện nha, tôi đang có chuyện gấp lắm. Cô nhỏ này. Trời ơi, mới sáng sớm chui cái mặt ra đã gặp gái rồi, để vậy còn nói rớt này rớt nọ nữa chứ. Thiệt tình. Xả xui. Bây giờ mình phải canh me thím hai đó. Thím mà chui vô phòng á là mình chạy giọt ra liền. Mắc công mà gặp thím thêm lần nữa chắc chết quá. Con nhỏ này định giấu mình cái chuyện gì vậy ta? Uống ly trà đường cho khỏe nè con. Sao cứ lén lút hoài vậy ta? Ai lén lút? Con nhìn Linh hay với ai? Con Linh hả? Lén lút hả? Gần đây mà cũng thấy nó lén lén lút lút. Lạ lắm con. Hình như nó giấu mấy chuyện gì. Nó giấu cái gì mà giấu? Nó biết gì mà nói hả trời? Có, bữa hổm á, má vô tình, má đi ngang phòng nó, má nghe nó nói nó có bầu gì đó. Nó vỗ vỗ vô cái bụng của nó, nói mẹ mẹ con. Má hỏi nó có chữa hả, nó nói không, nó đang tập kịch. Hả, nó xạo á, có chữa thiệt á. Mà con nghi á, cáo của anh Quân á, có liên quan tới cái thai trong bụng của nó. Vậy con nghi là nó có chữa đúng không? Chứ làm sao? Mà cái chữa đó có liên quan tới một đồng nghiệp ở trong công ty của con á. Con đang nghi là nó có chữa, mà cái chữa đó liên quan tới anh đồng nghiệp của con. Có lý. Sao? Linh nó có chữa. Trời ơi, tự nhiên nó nói chuyện mà hét lên chi vậy? Cái Linh nó có chữa hả? Trời ơi, chữa nào đâu? Sao con biết cái chuyện này mà không nói cho má biết? Má coi như con chưa nói chuyện gì đi. Trời ơi, Cẩm Hương, con phải nói cho má biết. Trời ơi, con gia đình nó có chữa rồi. Trời ơi, gia sản của tôi sạt nghiệp rồi. Trời ơi, công việc làm ăn của tôi tiêu tan rồi. Cẩm Hương, nói cho Cẩm Tú biết. Em tìm ai? Anh Minh Tú hẹn tôi tới đây. À, em là Gia Linh đúng không? Anh Tú mới gọi, nó sẽ đến trễ. Em ra đây đi. Cảm ơn anh. Con nhỏ đó gà của Minh Tú á, tụi mình á chỉ cát cho vui thôi, chứ gà của Vedette gửi rồi hả, ai mà dám từ chối. Chắc vậy á.
Cô đứng đợi anh Tú hả? Dạ, anh Tú hẹn tôi tới thử giai. Chị cũng tới thử giai nữa hả? Không, tôi đang đóng chung với Minh Tú rồi. Tôi được mời từ đầu. Vậy chị là bạn của anh Tú hả? Dĩ nhiên rồi. Vậy là người nhà rồi. Mai mốt quá em có gì sơ sót xin chị chỉ bảo nha. Sẵn sàng thôi. Nhưng mà trước mắt thì cô phải đánh bại các đối thủ bên kia đi đã. Nhưng mà hình như có vẻ cô không được tự tin cho lắm. Thôi, cố gắng bình tĩnh nha. Dạ. Nhìn cũng xinh quá vậy hả? Hết xì. Hết xì. Hết xì. Hết xì. Hết xì. Trời ơi, ác xì ơi, mày làm mơ mày im giùm tao cái đi. Đừng có để lịch sử lặp lại nha. Ác xì. Đúng rồi, phải tập trung, hít sâu thở mạnh. Yêu nghiệm thiệt á. Hết xì rồi nè. Con trai, con phải tiếp thêm sức mạnh cho mẹ nha. Kỳ này mày nhất định sẽ được. Phải được. Được. Chào chị. Nè, ông đạo diễn lần này ông thích cải lương lắm đó. Em chú ý nha. Dạ hả chị. Cảm ơn chị nha. Cái lương, cái lương, cái lương. Ê, tao đi lấy cà phê nè. Mày đi ké không? Cảm ơn. Cho tao một ly luôn đi. Nè. Cảm ơn. Mày làm cái gì mà mấy ngày nay mày trầm ngâm hoài vậy? Không có gì. Chỉ có điều tao thấy hơi mệt mỏi với những dự án đang làm. Còn dự án trên đồng hồ, mê thì mê thiệt. Nhưng tao thấy có lẽ chưa phải lúc thích hợp. Hôm mà mình nói chuyện với lại Cẩm Hương á. Cô nói sẽ cố gắng thuyết phục với sếp để đầu tư cho mày thêm cái phần tiếp thị. Cố lên. Ít ra thì mày còn có tao với lại Cẩm Hương mà. Dạ. Ok, cảm ơn dạ, em. Cảm ơn anh. Em, kêu người khác. Tới lượt em. Em có biết hát không? Dạ biết. Vậy à? Vậy thì em hãy tưởng tượng là em đang hát trước hàng ngàn người. Họ đang theo dõi live show của em. Em hiểu chứ? Dạ em hiểu. Rồi, em hát đi.
Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô, nhà xe rực rỡ. Xin anh đừng quên bến đò xưa, con sông nhỏ chôn quê xưa, em dò gió mong chờ. Thôi. Em diễn rất là có duyên. Nhưng mà hiện giờ tôi cần một ca sĩ trẻ trung và biết vũ đạo. Cảm ơn Gia Linh nhiều nha. Vậy tôi có được chọn không? Tôi sẽ liên lạc với Gia Linh sau. Cảm ơn em. Mời người tiếp theo. Trời, chị mà cũng hát nữa. Hát dễ ai. Có hay gì đâu. Sao rồi? Chào anh, tôi đi về trước nha. Chắc lớn quá mày ơi. Ông rớt đầu gà của Minh Tú. Cô thử dai được không anh? Vậy đó hả? Rồi. Màn giọng cổ rất là ấn tượng. Nhưng mà rất quốc à. Tưởng hay lắm mà, nghe giọng hát dễ thi nữa. Cái luôn chứ. Thôi em có việc em về trước. Ok, bye. Chào em. Anh Tú. Anh Tú. Anh Tú. Anh Tú. Đâu phải lỗi tại anh đâu. Tại vì cổ không biết diễn thôi mà. Đâu có sao. Anh có việc phải đi. Bữa khác gặp em. Gia Linh ơi là Gia Linh. Sao lần nào mày cũng hư bột ra đường hết vậy? Ngu quá à. Tự nhiên cái đi hát cả lường à. Người ta nói là làm ca sĩ trẻ, tự nhiên cái tài lanh tài lẹt đi hát cả lường là sao? Vậy giờ làm sao đây? Biết nói sao với lại anh Quân anh Tú nữa? Mặt mũi nó nhìn mặt hai người đó nữa. Người ta tốt với mày quá mà Linh. Nhục thì nhục, cũng phải gọi cho người ta xin lỗi người ta một tiếng chứ. Alo, anh Quân hả? Ừ, tôi đây. Tôi Gia Linh nè. Gia Linh hả? Sao rồi? Alo. Alo. Anh nghe rõ chưa? Gia Linh hả? Tôi. Cô làm sao vậy? Alo. Chuyện gì cô bình tĩnh nói tôi nghe đi. Cô nói gì tôi không nghe được gì hết á. Anh Quân ơi, tôi không còn mặt mũi nào nhìn anh hết á. Tôi biết là anh tốt với tôi lắm. Tôi biết rồi, nhưng mà bây giờ có chuyện gì cô bình tĩnh nói tôi nghe, được chưa? Tôi không còn mặt mũi nào nhìn anh hết. Tôi chỉ muốn nói là cảm ơn anh thôi à. Gia Linh. Anh Quân. Alo. 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 Alo Gia Linh. Cô nghe tôi nói không? Alo. Gia Linh. Alo. Muốn khóc mà không còn tiền để khóc nữa. Trở thành cục xác vô dụng rồi. Alo, Minh Tú hả? Chiều nay em có ghé chỗ Gia Linh casting không? Sao? Có chuyện đó nữa hả? Thôi chết rồi. Không biết cổ có làm chuyện gì bậy bạ không nữa. Thôi được rồi, anh gọi lại cho em sau nha. Ông này, đi đâu mà hấp tấp vậy ta? Có liên quan gì tới con nhỏ Gia Linh không vậy trời? Bắt máy đi Gia Linh. Alo, Gia Linh hả? Cô đang ở đâu vậy? Alo, cô nói lớn lên một chút được không? Alo, hả? Cô đừng có làm bậy đó nha. Alo.
Alo. Xui xẻo này đi đi. Ở trong nhà riết đó hả? Rồi Cẩm Hương nó bắt trước. Ơi cái không chồng mà chữa. Xui xẻo. Bây giờ mình phải làm sao đây? Tại sao mọi cánh cửa đều đóng lại với tôi như vậy hả ông trời? Tôi đến nơi thấy một đám người bu đen bu đỏ nhìn xuống dưới. Tôi tưởng cô chết rồi. Cô đói bụng không? Tôi chở cô đi ăn nha. Chuyện có gì đâu, casting rớt vai là chuyện bình thường mà. Rồi từ từ mình tìm cơ hội khác. Thôi mà, cô nói cái gì đi chứ? Người giàu có thành đạt như anh, anh đâu có biết được cơ hội đối với những người như tôi quan trọng như thế nào chứ. Mất cơ hội lần này là mất hết tất cả, anh biết không? Ok ok, thôi thôi thôi, không nói chuyện này nữa ha. Nãy giờ người ta đã ráng em rồi, có nói gì đâu. Không mình anh là nói hoài à. Con chào chú. Ừ. Dạ mời chú. Kiếm đường nào ít kẹt xe. Dạ. Đó, thà cô về nhà trèo lên giường ôm gối khóc hù hù vậy cho đã. Chuyện có gì đâu mà phải tự tử. Cô coi mạng sống của mình rẻ hơn một vai diễn trong phim hả? Tôi nghĩ nếu lúc nãy mà không có mấy người bị cướp thì chắc cô cũng đã phi thân xuống dưới rồi chứ gì. Hèn. Nè, vừa phải thôi nha. Anh làm gì mà anh trụ tôi chết hoài vậy? Tôi đâu có ngu mà chết chứ. Tôi bức bối ngọt ngạt quá cho nên tôi ra tôi không dám thôi chứ bộ. Với lại
Từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ biết cầu vượt là cái gì nên tôi ra thử. Chỉ thấy trên TV thôi à, có bao giờ tận mắt thấy được ngoài đời đâu. Không nhận, làm y chang như là nước ngoài luôn á. Cái gì? Cô nói thiệt đó hả? Ừ. Vậy tại sao lúc nãy tôi gọi lại điện thoại của cô để tắt? Làm tôi tưởng bỏ hết gì chạy ra đây. Làm như thằng cha này mê mình hay sao vậy ta? Trời ơi, yêu cái ông này hả? Để vô tủ lạnh lấy cục nước đá bỏ vô tim mình nó chắc còn ấm hơn. Thiệt tình. Cô trả lời tôi đi. Làm gì ngồi im lặng hoài vậy? Ờ, thì đó. Trời ơi, cái điện thoại tự nhiên á, hết sạch pin à. Rồi mắc mớ gì anh chạy ra ăn chi rồi bây giờ ngồi kể lể. Thiệt tình à. Tôi có điên đâu mà chết chứ. Tôi mà chết là có một mạng chết theo tôi á. Hả? Cô nói gì? Ai chết theo cô? Trời, chắc tôi điên quá. Ý của tôi á là nhiều khi tôi buồn á, tôi nhảy tôi chết rồi anh nhảy theo, vậy là hai mạng rồi còn gì. Xuống đi bộ không gió cho đã đi. Thấy tôi nhiệt tình quá giỡn mặt hả? Xuống. Rồi. Anh quạo thiệt hả? Tôi nói giỡn thôi chứ bộ. Tự nhiên chạy lên rồi giờ quạo quọ với tôi. Nhà tôi còn tí nữa là tới rồi còn gì. Xuống. Ai mượn chạy ra chi rồi quạo với tôi. Cô lên xe đi. Tại cô làm tôi bực mình quá. Lên xe đi. Tôi không muốn mang tiếng ác với phụ nữ đâu. Thôi khỏi đi. Nhà của tôi gần đây nè. Tôi chạy tới xíu rồi. Tôi đi bộ tới xíu là được rồi. Tôi làm phiền anh nhiều quá rồi. Lên xe. Đoạn đường này á, không có cho xe hơi dừng lại đâu. Nếu có gì là cô chịu trách nhiệm nha. Cô đóng phạt đó. Chú, vậy là chú cũng thấy luôn rồi hả? Bây giờ mình tính sao chú? Mình đi hay là mình quay lại mình dí chú? Lo lái xe đi. Ở nhà đang chờ cơm. Con vừa lái con vừa nói cũng được mà chú. Với lại chú, cậu hai á nhìn ngầu ngầu vậy mà á, đầu hoa quá trời luôn chú ha. Thôi mà, tại cô quăng tôi từ vực thẳm này qua vực thẳm kia, làm tôi mất thăng bằng cảm xúc, nhất thời không kiềm chế được, tôi mới quát mắng cô. Tôi xin lỗi. Thôi mà, tôi xin lỗi. Chứ giờ cô muốn sao? Khóc hoài. Tôi đã biết lỗi, tôi xin lỗi. Tôi quay lại đón cô rồi. Mà xứ cho cùng á, cô là người gây ra rắc rối chứ không phải là tôi, đúng không? Nãy giờ tôi có nói gì đâu chứ. Tôi biết thân biết phận của tôi mà. Vậy nãy giờ cô làm gì ngồi rắm ra rắm rứt hoài vậy? Thì đó,
Tôi thấy tội cho em nhỏ bị cướp quá à. Nó tuy là nó điệu thiệt á, nhưng mà tội nghiệp nó chứ bộ. Chắc là nó cũng một thân một mình như tôi thôi. Nghĩ tới nó rồi nghĩ tới mình, tôi buồn quá. Chỉ vậy thôi hả? Trời, chắc trên đời này không có thằng đàn ông nào lấy được master môn phụ nữ học quá. Thua. Anh mới giờ làm bầm anh nói đòi lấy cái gì của phụ nữ vậy? Nè, anh đừng có nghĩ hồi nãy là anh ôm tôi rồi. Anh chạy đi đâu vậy? Hả? Mình bị sao hả? Hồi chiều dặn em kho cá kèo, sao giờ không ăn cơm? Ba mệt hả ba? Hay là để con lấy trà xăm cho ba uống nha. Ba không sao. Tại vì hôm nay nhìn thấy mấy thứ chướng mắt ngoài đường cho nên bây giờ mất hết khẩu vị. Thôi, mình với con cứ ăn cơm đi. Anh đi nghỉ một chút. À, hôm nào mình qua nhà thằng Quân xem nó ăn ở thế nào. Ừ. Còn con á, mai mốt con bỏ cái xe gắn máy nhà đi, con gọi thằng anh hai của con á đưa đón con từng ngày. Bây giờ ra đường bà thấy phức tạp quá. Gì vậy má? Chắc là có chuyện gì liên quan tên hai đó. Anh à, Minh Minh trong trại một coi mà em nói với anh nè. Anh bận rộn suốt, nhưng tranh thủ bữa nào vô gặp mặt và nói chuyện với con bé một chút nha anh. Chà, lớn vậy rồi à? Anh không thích hả? Lúc đầu em cũng định tìm sinh trẻ sơ sinh, nhưng nghĩ lại hoàn cảnh vợ chồng mình cũng đã có tuổi rồi, con nhỏ quá không hay. Với lại chị Phúc Mỹ cũng nói Phương Anh nhận về á cũng trạc tuổi này, nó rất ngoan hiền và có hiếu. Lớn hay nhỏ cũng tùy tính nó từng đứa. Thấy Phương Anh nhà bên đó mà em ham quá à. Hy vọng Minh Minh làm con mình nó cũng giống như Phương Anh vậy đó. À, em tính sao cũng được, miễn sao em vui được rồi. Anh vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ cảm giác nôn nóng của em và sẵn sàng tâm lý làm cha phải không? Là lỗi của em để cho anh cô quạnh phải gượng gạo như thế này. Em xin lỗi anh. Nó là con trai, nó giống anh lắm. Anh đừng bỏ mẹ con em, cực mấy em cũng chịu. Anh đi học xa xứ, biết bao giờ mới trở về. Ở lại với mẹ con em đi anh. Khó khăn, bây giờ ai cũng khó khăn mà anh. Nhưng anh đã chán cái cảnh cực khổ lắm rồi. Nếu nhìn mất cơ hội lần này, anh sẽ không còn có cơ hội nào khác. Tương lai đang chờ anh ở phía trước kìa. Đừng đi mà anh. Anh đi chung với con gái của ông chủ, đứt hết mọi người. Chỉ có hai người học chung. Em sẽ mất anh và cô sẽ mất cha. Em biết cô ấy yêu anh tới mức nào. Tụi mình còn trẻ, mình sẽ cố gắng. Nếu còn ở bên nhau, anh phát à. Đừng bỏ mẹ con em.
Nếu vậy, em hãy tin vào duyên số đi. Và coi như anh và em không vượt qua được thử thách về thời gian. Anh ba, số trời là số trời, nhưng anh tin ông trời sẽ không phụ lòng anh. Đã đem hết những xui xẻo trong nhà tôi đi. Đi hết đi, đi hết đi. Cúng ai vậy má? Mà cúng Gia Linh con ơi, trời ơi xui xẻo quá à. Đem đi hết đi. Mà cúng Gia Linh hả? Ừ đi hết đi. Đem đi hết đi, đi hết đi. Đừng có đem xui xẻo vô nhà con. Ê, trời. Trời con ơi. Con ơi sao vậy? Cẩm Hương. Minh, chắc thằng Quân đã đi trước mấy đứa bạn, vì thằng Tú có mấy đứa bạn lâu lâu cũng xin quá giang. Mình đừng lo lắng quá, cho con không làm gì bậy bạ đâu. Anh không nghĩ là nó bậy bạ, nhưng tình thế bây giờ nó phức tạp quá. Mà con gái bây giờ cũng khó lường, hơn nữa nó thương con mình hay là nó thương điều kiện gia đình mình. Anh chỉ sợ nó mắt nhắm mắt mở, rồi con Phương Anh nữa. Đã bao nhiêu lần nó dọn về nhà, có bấy nhiêu thôi, mình không khuyên con được hay sao? Mình à, em cũng đã cố gắng làm những bữa cơm ngon để lựa lời nói với mình, nói với con, để cả nhà được gặp mặt sum họp. Nhưng có bữa cơm nào được trọn vẹn đâu. Hễ khi mình nhắc tới chuyện nối nghiệp, đến chuyện vợ con, là hai cha con lại hụt hạc với nhau. Bây giờ mình muốn em phải làm sao đây? Tôi bây giờ có lẽ không còn đủ sức để dạy ai nữa rồi. Thời buổi này mà, ai cũng cần suy nghĩ độc lập. Kìa mình, trời ơi, đó, nhìn ăn nó đi, rồi hả, đừng quyết rồi xíu luôn đây nè. Trời ơi, con ơi, mở mắt ra. Cẩm Hương ơi, mở mắt ra nhìn Cẩm Tú nè. Con, má nè con, má mi nè. Con có sao không? Con. Trời ơi, Gia Linh ơi, là lỗi của Hương. Nếu hai mẹ con có lên thiền á, thì nghĩ mà thông cảm cho Hương nha. Hương sẽ cầu siêu điều độ cho hai mẹ cô. Trời ơi, tội nghiệp quá lên ơi. Nè, Gia Linh ơi, con nói cái gì vậy? Mà cũng mới giết Gia Linh rồi kìa. Mất cúng Gia Linh. Ôi trời ơi, hồi nãy má lo cúng rồi con hỏi cúng ai, rồi má nói cúng Gia Linh chứ gì. Ý là cúng cái xui xẻo của con Gia Linh ở trong cái nhà này đó mà. Nhưng mà má giết người rồi. Má giết ai? Hồi chiều á, con nghe nói là con Gia Linh nó tự tử rồi. Má giết người rồi. Mày quá đi. Mày giết nó hồi nào mà nói giết. Nó chết hồi nào chết. Hồi nãy nó mới xách đồ đi đây nè. Hồi sáng á mà hỏi con cái vụ mà nó có chữa đó. Mà tức mà giận quá rồi mà quăng hết đồ của nó ra ngoài đường. Xong rồi hồi chiều nó mới xách đi đây nè. Chết rồi mà chết. Làm hết hồn mà. Má. Gì? Hồi chiều mới thấy nó xách đồ đi thiệt hả? Ừ. Bất kỳ quá. Làm hết hồn cái gì à? Tự nhiên mới đuổi đi. Nó đang có bầu rồi nha. Con mới kỳ. Có nó ở đây rồi mình xui xẻo làm ăn ngóc đầu lên không nổi à. Ủa vậy là nó chưa chết hả? Vậy hồi chiều nó chạy đi đâu ta? À.
Nè, đi đâu đó? Ở đây cúng với má nè. Chuyện gấp mà. Trời ơi. Ôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Ôi, cô Hoàng Cát Đảng. Ôi, mang hết những cái xui xẻo trong nhà này đi đi nghe. Ôi, đừng có để cái hơi vô cái nhà này nghe. Ôi, đừng. Ôi, đi hết. Ngồi gì đâu mà hung dữ thế ớn luôn. Hèn chi không có ai dám đụng tới con gái của bà hết á. Trời ơi, không phải gì chứ. Hết pin rồi. Giữa đường giữa sáng giờ sao sạc pin đây? Bao nhiêu số điện thoại nằm trong này hết trơn rồi. Nhớ mỗi số của con Lan thôi à. Mà giờ đâu còn pin đâu mà gọi. Thiệt tình gặp toàn chuyện gì đâu không à. Giờ mình không biết đi đâu nữa. Tự nhiên bây giờ mình thành kẻ vô gia cư. Mẹ thì không sao, tội cho con thôi. Tội nghiệp con quá à. Để mẹ cố gắng nghĩ cách nha. Con nhỏ này làm gì mà từ chiều tới giờ mình gọi hoài không được vậy ta? Hỏi ý hoài. Làm gì mà bận từ chiều tới giờ vậy trời? Bực mình ghê. Giờ sao đây? À, biết rồi. Gọi cho Mr. tỉnh bơ là ra hết đó mà. Nhìn cái điệu bộ của thằng chả từ chiều tới giờ mắc cười quá à. Yêu con nhỏ quýnh lên mà bày đặt. Ê, nhưng mà không được. Mình, bây giờ mà mình gọi cho thằng chả, mình đang giấu chuyện này mà. Không thể nào mình gọi điện thoại thẳng. Thì á, thằng chả biết mình biết hết rồi sao? Không được. Phải tìm cách khác. Lèm bèm gì đó. Má làm gì má? Trời, má giết người mới giết bằng cách khác, mới được giết con bằng cách này. Thôi. Cách này là cách nào? Lèm bèm gì với ai đó hả? Nếu là với trai thì má bỏ qua. Vì cái điều đó là cái điều mong ước của má. Má này, bây giờ con lớn rồi, con nói chuyện với ai không lại con khai báo má hả? Sao không khai báo? Con luôn luôn là đứa con bé bỏng của má. Bây giờ con có 60 tuổi cũng vậy biết chưa. Con vẫn nằm trong cái vòng tay kiểm soát của má. Cẩm Hường ơi, con... Thôi má. Con ở riết với má là con bị khùng luôn á. Má toàn hù con bằng mấy cách đó không à. Bây giờ có thích ngồi con lèm bèm vậy đó. Thích lèm bèm cho vui. Hường ơi, trời ơi, con có bệnh ở đâu không? Trời ơi, làm ơn đi, con có buồn quá thì con kiếm Cẩm Tú, nghe không? Hai má con mình tâm sự, đừng có ngồi lèm bèm, bị khùng nha con. Khùng là chết á. Bị khùng con mà ơi. Thôi được rồi hen. Có gì kiếm Cẩm Tú nha. Đừng ngồi lèm bèm, hen. Trời, bà này làm hết hồn ta. Nữa hả? Má ơi. Thôi vô. Tìm được cái buồn điện thoại mà muốn chết luôn vậy đó. Alo, Lan hả? Ừ. Biết ai không? Ai vậy? Không biết hả? Tao Linh nè. Linh nào? Tao Linh nè. Tao buồn quá à. Tối nay tao qua nhà mày ngủ một bữa cho vui nha. Trời ơi, tao chưa đóng tiền nhà. Bà chủ không có cho dẫn bạn về nhà ngủ, mày thông cảm nha. Hả? Alo. Ừ thôi bye ha. Alo. Alo.
Mới nghỉ làm thôi hả? Là nó quăng cục lơ cho mình rồi. Gì mà vì chưa đóng tiền nhà cho nên bà chủ không cho dẫn bà qua ở chung. Sao? Tôi thèm chắc. Giờ mình đi đâu đây ta? Đói bụng quá à. Tình đó mình cũng ngại lắm. Mình là con gái mới quen biết người ta, giờ tự nhiên xin ngủ nhờ, người ta có đánh giá mình không ta? Nhưng mà không xin ngủ nhờ á, không lẽ ngồi đây cho tới sáng? Không gặp ma thì cũng gặp cướp à. Thôi không có được đâu, chạy tìm ông đó đi, dù gì ông cũng là người tốt. Tưởng vậy không biết đi đâu giờ. Ghê quá. Hay là đi khách sạn? Không đúng được. Trong đó còn thấy ghê hơn ngoài đường nữa. Làm gì nãy giờ gọi bắt máy vậy? Alo, lộn số rồi nha. Ê, không có lộn số, anh Quân hả? Tôi nè, biết tôi là ai không? Ủa, là cô hả? Sao gọi giờ này? Trời ơi, sao anh hay quá vậy? Sao anh biết là tôi hay vậy? Thì chỉ có cô mới hay hỏi cái kiểu biết ai không? Thôi khuya rồi, tôi không muốn chơi trò đấu vui để học. Có chuyện gì để mai nói sau đi, nha. Chị đi. Alo, anh Quân. Chưa có gì hết trơn, cúp máy người ta. Làm người ta phải gọi lại lần nữa. Chào anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Cảm ơn anh nha. Đúng nhà này rồi, đúng là ảnh luôn á. Chắc là tại vì ảnh chưa có tỉnh ngủ cho nên ảnh mới vậy đó. Em thân với ảnh lắm cho nên em mới biết. Cảm ơn anh nha. Nếu mà không có anh em cũng không tìm được nhà này nữa. Dạ. Anh. Ủa, trời ơi,
gặp lại anh nữa rồi. Ở ngoài này trời lạnh quá. Thôi được rồi, cô vô nhà đi. Cảm ơn anh. Tự nhiên cô đi đâu mà đùm đùm đề đề vậy? Tôi qua ở Ké. Ở Ké? Thì đó. Anh làm gì mà anh nhìn tôi ngạc nhiên dữ vậy? Hồi nãy anh hứa rồi mà. Cái gì? Cô có nghe lộn không? Tôi nói tôi đồng ý hồi nào? Ủa gì kỳ vậy ta? Không lẽ tôi nghe lộn trời? Rõ ràng tôi nghe anh nói anh đồng ý, cho nên tôi mới qua mà. Cô thật là phiền phức. Tôi mất mặt với cô chưa đủ sao? Giờ còn mò tới đây làm chi vậy? Thôi Tú, để hỏi coi, chắc cô gặp sự cố gì rồi. Tôi xin lỗi hai anh nha. Chắc là hồi nãy á, điện thoại của tôi bị mất sóng, cho nên tôi mới nghe nhầm. Tôi tưởng hai anh nói là cho tôi qua đây ở nhờ một đêm á. Mà giờ này cô định đào tẩu khỏi bà chủ nhà hay sao mà khiêng giác cồng kềnh vậy? Lại còn qua đây xin ở kéo một đêm nữa. Là sao tôi không hiểu? Thì đó, cái bà chủ nhà của tôi kỳ ghê á. Tự nhiên lấy lại nhà mà không cho tôi hay nữa. Ngày mai tôi phải về quê rồi, cho nên tối nay tôi phải qua chào hai anh một tiếng. Sao nãy cô nói xin ở nhà một đêm, giờ qua chào là sao? Trước á, thì là tôi qua chào. Sau đó thì nếu tiện thì tôi xin ở đỡ một đêm để ngày mai tôi đi đón xe cho nó gần. Nhà toàn con trai không? Cô không sợ mang tiếng sao? Trời ơi, tụi mình là bạn bè trong sáng với nhau mà. Tôi con gái không sợ, không lẽ anh con trai, anh sợ sao? Nhưng mà... Mà cái gì? Vậy thôi, tôi nói vậy thôi. Nếu mà hai anh thấy phiền quá thì... Thôi tôi đi qua nhà nhỏ bạn tôi ở, chắc đêm cũng được. Đúng rồi, sáng xíu nữa là tôi quên rồi. Sẵn tiền tôi trả anh cái áo mà hôm bữa anh cho tôi mượn á. Tôi sợ là không còn cơ hội để gặp lại anh nữa. Mất công mắc nợ. Có gì đâu. Với lại cái áo của anh á bị dính cái gì ngay đây nè. Tôi giặt quá chừng luôn mà nó không có ra. Hình như là vết cà phê hay sao á. Tôi chả muốn rách áo luôn. Bị trước khi tôi mượn á nha, chứ phải là tôi làm đâu á. Thôi khuya quá rồi, tôi không làm phiền hai anh nữa. Tôi đi nha. Nhưng nhà bạn cô ở đâu? Thủ Đức. Giờ này mà đi xe ôm ra Thủ Đức á, không biết có sao không nữa. Đêm hôm khuya khoát như vậy nè, mà thân gái có một mình nè. Tôi kệ đi. Dạ lên. Hả? Anh kêu tôi hả? Hay cô cơ lại đỡ một đêm đi. Bây giờ ra Thủ Đức cũng xa lắm. Tôi biết mà. Tôi biết thế nào anh cũng giúp tôi, chứ không có để cho tôi lâm nguy như vậy đâu. Cảm ơn anh nhiều nha. Giúp một người còn hơn là xây 10 cánh chùa nữa đó. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn anh. Tôi tưởng đâu cô chỉ ngang ngược thôi. Ai ngờ cũng dẻo miệng dữ ha. Cảm ơn. Ba má muốn anh hai đưa Út đi học. Út ước gì anh hai có thể làm được điều đó hàng ngày. Nhưng tính anh mà, có ai bắt được anh làm điều đó đâu. Ủa má. Con gái, học xong bài rồi hả? Dạ. Má chưa ngủ hả? Còn cay lớn, khó chỉ khó bảo quá. Phận làm vợ làm mẹ, nhiều khi cứ phải đứng cửa giữa. Thiệt, má cũng khổ tâm vì chuyện của ba con với anh hai. Khi nào con có chồng rồi thì con sẽ biết. Nhưng mà con thấy anh hai thương má và con hiếu quá trời luôn mà. Anh hai cũng thương ba lắm á. Hai người gặp nhau là hay cãi, nhưng mà anh hai á, mỗi lần gặp con, anh hai đều hỏi thăm ba. Mà ba cũng vậy. Ba mà thấy con đi với anh hai về á,
là bà kéo con vô phòng hỏi thăm anh hai liền à má. Má đang buồn ba hả? Má đừng có buồn mà, con thấy bà yêu má nhất á. Má, hồi xưa má bắt đầu biết yêu từ năm má bao nhiêu tuổi vậy? Má yêu ba hay là má yêu người khác rồi mới tới ba? Con nhỏ này, bữa nay hỏi má mấy chuyện này chi vậy? Thôi đi ngủ đi, muộn rồi đó. Dạ. Con xong rồi cứ ngủ tạm đây, sáng mai muốn đi đâu thì đi. Tại cũng khuya quá, chứ không thì tôi cũng thấy ngại, không có dám làm phiền hai anh đâu. Nhà của anh Quân đẹp quá ha. Có cái bức tranh kia kìa, đẹp ghê á. Chỉ có điều tôi không có hiểu gì hết trơn. Nhìn bức tranh thì cục cục khó hiểu quá. Mai mốt tôi về quê á, để tôi mang lên cho anh mấy cái bức tranh làm bằng gáo dừa, đẹp lắm mà còn dễ hiểu nữa, anh nhìn vô là anh hiểu liền à. Nhà chỉ có một phòng ngủ thôi. Hai anh đừng có lo, tôi nằm ngủ ở ghế sofa ở ngoài này là được rồi, không sao đâu. Lúc trước ở dưới quê á, có khi tôi còn ngủ ở ngoài ụ rơm nữa, không có sao hết á. Hai anh vô ngủ trước đi, khuya rồi. Tôi ăn xong tôi dọn dẹp rồi tôi ngủ sao cũng được. Chị tôi đi ngủ trước nha. Dạ. Anh Quân ơi. Anh có ôm không? Có. Tại vì tôi ngủ á, phải có cái gì ôm tôi mới ngủ được. Tôi quen rồi. Với lại cho tôi xin cái mền luôn. Rồi. Cảm ơn anh. Cô ôm đỡ cái này đi. Dạ cảm ơn anh. Thôi nhóc, đàn ông con trai chấp nhất gì mấy chuyện đó. Em chấp nhất gì đâu. Bên nhà em khổ sở, bà ngoại ca cải lương, tưởng đâu yên ổn chạy sang đây lại gặp cái bà Tám này. Em nhìn thấy trước tương lai là không được yên ổn rồi. Thì cũng chỉ có đêm thôi, có gì bất tiện đâu. Cũng khuya quá rồi, với lại người ta phụ nữ, lỡ đường cũng tội. Anh lúc nào cũng tốt như vậy, không khéo á, mai mốt người ta ăn dạ không chừng. Gì ăn dạ? Lúc đó đổ thừa em. Em không giỡn nha. Em ngủ đây. Thì ngủ. Chắc là mình thức tới sáng luôn á. Cái tật ngủ thì hay lăn, mà nằm trên salon kiểu này á, không biết có còn nguyên tới sáng không nữa. Sao má nó không ở trỏng ngủ với hai đứa nhỏ đi ra đây làm gì? Sao ông không ngủ lại ngồi đây? Lạc miệng quá, tính ra làm bậy điếu thuốc. Ho sù sụ mà cứ hút cố mạng à. Con lên nhà nó nhăn là phải.
bà thấy liệu con Gia Linh nó có làm tài tử được không? Chừng sợ tôi thấy mấy năm trời rồi mà nó trầy trật quá. Hay là mình kêu nó về phụ trong coi xưởng mộc, tôi thấy có tương lai hơn. Con gái ông á, cái tánh giống ông Y Đúc à. Cứng đầu cứng cổ ông còn lạ gì mà hỏi. Cứ hở cái gì xấu là đổ thừa giống tôi là sao? Chứ còn gì nữa. Nó muốn là trời muốn. Nó đã mê rồi hả? Sức mấy mà bỏ cuộc. Con nhỏ coi lạch bạch vậy chứ mai mốt á, cái số nó ngon lành cho ông coi. Bữa trước nó gọi về á, nó nói dạo này á, nhiều người á định giới thiệu nó đi đóng phim lắm á. Tại chưa hợp nên chưa nhận lời thôi. Ai cũng có số có phần hết trơn á. Ông lo chi cho mệt. Lo chứ sao không lo bà. Nuôi con thì chỉ trông được nhìn thấy ngày con thành tài thôi. Vậy sao ông trông nó về? Sao? Thôi, ông ngồi đây ông lo đi. Tôi ngủ à. Bà Trần đó hả? Lại nằm ăn dạ nữa rồi. Chắc chưa ngủ vậy? Để em kêu. Đàn bà con gái gì mà như kinh công vậy? Lúc nào gặp cũng lật đà lật đật như ma đuổi vậy. Chắc còn có chuyện gì đó không ổn. Lúc nãy anh ra thấy cô nằm trên hừ ở đây nè. Thôi anh xử lý đi. Em cho thay đồ cái đã. Cô thấy sao? Không có biết nữa. Chắc là tại vì tôi không có quen ăn mấy món đồ Tây á. Ui dạ. Đồ Tây gì? Thì mấy món mà tối hôm qua anh đưa cho tôi ăn đó. À, mà chắc tại bụng cô yếu. Chứ mấy món đó tôi ăn hàng ngày có sao đâu. Hay cô nhớ kỹ lại coi hôm qua cô có ăn gì khác không? Làm gì có. Nguyên ngày hôm qua tôi đi thử dai nè. Về nhà tôi lu bu dọn dẹp cho tới khuya lơ khuya lắc rồi, chứ tôi đâu có thời gian ăn gì nữa đâu. Nè, cô xức dầu đi, coi có đỡ đau không? Thôi, để chút xíu nữa tôi xức cũng được. Ui da. Đau quá. Cô thấy sao rồi? Thì tôi chỉ biết là đau bụng thôi, chứ tôi có phải là bác sĩ đâu mà biết sao. Đau bụng. Anh dính cháu rồi. Cái bụng của cô biết đau đúng lúc quá ha. Ý anh là sao? Anh không thấy là tôi đau bụng á, đổ một hồi mẹ một hồi con ra hả? Chắc tôi vô trong sức dầu nè, uống đi. Tôi không có uống thuốc được. Cô không uống làm sao hết đâu. Tôi nói rồi, tôi không có uống thuốc được. Cái này con nít cũng uống được.
Bà chẳng như cô bị đặt làm mình làm mẩy nữa. Làm mình làm mẩy gì chứ? Tôi nói thiệt mà, tôi không có uống thuốc được. Tin tôi đi, để tôi nghỉ chút xíu là được rồi. Thằng Đào đưa thuốc, cô lại nói là không uống được. Cô cố tình làm khó tụi này phải không? Cô tính ăn giả hả? Anh... Thôi, chắc cô không nói sao đâu. Mặt mày xanh lè xanh lét hết rồi. Có khi nào bị ngộ độc thực phẩm không? Hả? Có ghê vậy không? Tôi nghe nói ngộ độc thực phẩm là có thể gây chết người á. Có khi nào không ta? Vậy cô uống thuốc đi nè. Cô uống đi. Không, tôi không uống. Sao vậy, cô cứ uống đi. Không mà. Nè, cô uống đi. Tôi không uống. Cô uống đi. Uống đi Gia Linh. Tôi không có uống đâu, tôi không có uống được mà. Cô uống đi rồi hết đâu. Tôi không uống được mà, tôi đang mang thai, làm sao tôi uống thuốc tùm lum tùm la được. Hả? Tôi đã nói tôi không uống được rồi, hai anh cứ ép tôi hoài à. À, cháo cá lóc hả? Nè, món này là cầu kỳ lắm. Mới sáng ra, em làm chi cho nó cực? Thì hôm qua nghe mình nói là bị đầy bụng, nên em nấu cháo cá lóc, ăn cho nó nhẹ bụng. Ừ. Cá lóc coi vậy mà nhiều dinh dưỡng, không thua gì thịt heo với thịt bò đâu. Mà thịt cá lóc lại hiền, không cholesterol. Ủa, còn thiếu rau đắng. Phương Anh ơi, mang đĩa rau đắng mới để trên kệ bếp ra đây. Dạ. Cháo cá lóc mà ăn với rau đắng là đúng điệu rồi. Món này gặp được rau đắng đất ở quê mình thì ăn ngon phải biết. Lâu lâu ra chợ em cũng thấy có rau đắng đất à. Nhưng mà sợ đắng quá Phương Anh ăn không được, nên mới mua rau đắng ruộng ăn cho dễ. Mình à, hôm qua Tâm đang gọi cho em hớn hở, kêu là lo chuẩn bị phòng ốc cho Minh Minh. À. Lâu lắm rồi mới thấy cổ vui như vậy. Thì người già như vợ chồng mình, bây giờ còn chuyện gì vui ngoài chuyện con cái? Sáng mở mắt ra cũng nghĩ tới con cái, tối chợp mắt cũng nghĩ tới con cái. Đây, để em lấy thêm cho thôi. Mình anh no rồi. Phương Anh, đã tới giờ con đi học chưa? Tiện xe, ba nói tài xế chở con đi luôn. Dạ không, hôm nay con học buổi chiều. Ba. Ôi trời, ba sao vậy? Mình sao vậy? Ba sao vậy ba? Không sao đâu. Có lẽ là... Cô ở nhà nghỉ ngơi đi. Tới giờ tụi tôi đi làm rồi. Cô ở đây mấy bữa đi. Tôi nhờ người kiếm cho căn hộ được được một chút rồi cô hãy dọn đi. Ừ. Vậy nghe. Dạ. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp để không phiền hai anh. Ừ, tôi đi. Alo. Anh Tú hả? Anh đang ở đâu vậy? Ghé ngang nhà cho em có gian được không? Xe của em hư rồi. Anh sắp đến studio rồi. Em đi taxi đi. Chút về anh chở em về cũng được. Tại em định nhờ anh chở, sẵn tiền mời anh đi ăn sáng luôn. Vậy coi như anh không có lộc ăn rồi đó. Chúc gặp anh sau nha. Bye. Kim Thanh hả? Cổ chứ còn ai nữa. Sao mà em căng thẳng vậy? Em không thích Kim Thanh à? Em mà thích được cổ mới là hay đó. Phụ nữ gì mà cứ đeo riết lấy đàn ông, không biết mắc cỡ là gì. Như vậy bây giờ mới là mốt đó. Anh thấy nhiều cặp nha, lúc đầu thì cứ như chó với mèo, nhưng mà cuối cùng thành vợ thành chồng, vậy mới hay chứ.
giống như anh với bà chàng Gia Linh phải không? Gì vậy? Thôi thôi ha, đừng có mà suy bụng ta ra một người ha. Ai mà biết được. Sáng giờ chú lên sàn chưa? Có thằng nào đỏ mặt trên bảng điện tử không? Xanh lè cả đám. Thị trường đang tăng điểm quá trời. Đợt này anh em mình không muốn làm giàu cũng không được. Em có tài trong báo lại, thằng Đại Cát đang có dự án mới ngon lành lắm. Giá của nó đi như tên lửa. Trong vài phiên giao dịch sắp tới, anh gom hàng giờ này thắng chắc luôn. Nhưng mà ăn chắc, sao tụi nó không dám hút mà để lại cho anh em mình? Thằng đó đang kẹt mấy dự án ở Bình Chánh, hút sao được. Nó đang đều bán mấy ngân hàng cổ phần để thế chấp đất mà chưa xong. Chú có ăn chắc không? Chứ như mấy lần trước, chắc ăn rồi ăn chắc lỗ sặc máu. Anh yên tâm đi, em có tay trong mà, thông tin chính xác lắm. Chú lúc nào cũng chính xác hết á. Lần này mà rớt giá là anh ăn cám luôn. Anh yên tâm, đợt này anh không thành đại gia, thằng em này làm châu chó suốt đời cho anh luôn. Thôi, thôi được rồi. Chú không cần phải làm trâu làm chó, mà chú cũng không cần phải thề thốt làm cái gì. Lần này mà anh thắng, chú cứ về làm trợ lý cho anh. À, đặt lệnh mua 2.000 cốc của tập đoàn Đại Cát cho anh. Dạ, vẫn sử dụng tài khoản cũ hả? Ok. Dạ. Hết đau rồi. Hay vậy ta, cái ông quân này ông sức cho mình cái dầu gì mà hay ghê á. Cái bụng mình im re rồi nè. Cái phòng này nhỏ nhỏ xinh xinh, cái gì mà tùm lum tà la bừa bộn quá vậy. Cái giường này nhỏ nhỏ xinh xinh, gọn gọn vừa chứ mình nè. Mình ngủ ở trên này là vừa luôn á, đỡ hơn là ngủ ở ngoài cái ghế. Tùm lum tà la hết trơn á, đúng là đàn ông ở thiệt tình. Gối ghiếp. Vậy đi. Bây giờ chúng ta sẽ chụp phòng khách trước nha anh. Ok. Dạ. Cả nhà chụp hình nha. Hai. Cười lên nha. Dạ. Đúng rồi. Hai. Ba. Rồi đổi kiểu đi. Đúng rồi. Hai người sát vào nhau xíu nha. Rồi cười lên nha. Hai. Ba. Rồi tiếp theo nha. Rồi đúng rồi. Còn lại là Tú. Đẹp không? Đẹp. Ý, tới giờ rồi. Trời ơi, hay quá. Trời ơi, đi đi. Thằng khỉ con nó diễn hay thiệt đó chứ. Trời đất ơi, tại sao lúc trước không giết chết hai anh em tôi đi? Rồi muốn đi đâu thì đi. Quỷ thần ơi, sao hai thằng lại đánh lộn nữa vậy? Anh còn đừng khóc, khi cha mất. Còn em, không hề biết phân cha, không được gọi tiếng cha. Chờ cho ngày mới lên, nắng trên cao bao la khắp trời. Vượt qua ngàn bão giông, đến nơi đây nghỉ ngơi bên đời. Mơ một ngày từ hai bàn tay không làm nên à. Một mình em trong dòng đời bon chen à. Một mình em buông ba bao nhiêu fan à. Một mình em vơ vơ đi
trong đêm mà tôi và em chưa bao giờ quen à, chưa biết là xui hay là hên à, nhưng mà như đời màu hồng hay màu đen à, điều này hoàn toàn còn tùy thuộc vào em. Chờ ngày mới lên, nắng trên cao. Trời ơi, mấy cục tạ nặng bà cố luôn vậy, nặng như cục sắt nha. Trên ra dù muốn quéo luôn à. Nhà mới của mày, chỗ mới của mày nhé. Em xin chung mà tôi xin chung mà, người xin chung mà đời xin chung mà, tình xin chung và tiền cũng xin chung mà, nhưng xin chung thay cho ước mơ xin chung mà, đời chưa xin chung như ta từng xin chung mà, cho nên nhiều khi ta hay xin chung mà, xin chung tùm lum mà. Chờ cho ngày mới lên, nắng trên cao. Làm sao đây lâu ngày mình thương nhau thì sao, nghe lời em tôi mềm lòng thì sao, là sao thôi tha cho tôi. Cho ngày mới lên, nắng trên cao. Anh không chụp hình tôi nhưng không lẽ anh chụp hình cái lồng chim này hả? Thật lòng mà nói thì gương mặt cô Lúc Thành Tâm rất đẹp. Đẹp xấu gì kệ tôi, ba má tôi sinh ra tôi đẹp, không lẽ để cho anh chụp hình hả? Tôi không biết anh có trả hình lại cho tôi không, nếu không á hả tôi la lên bây giờ á. Mình mà nói đó này đó nọ, ông Quân mỏng nghe được chắc ông sửa mình chết, lại phải nói cong lưỡi đó. Phải không? Nhìn thấy cái phòng khác hẳn luôn. Đúng là đàn ông ăn ở bầy hay. Không có gọn gàng tí nào, có bàn tay của mình vô là khét liền. Chờ cho ngày mới lên, nắng trên cao. Trong đêm mà tôi và em chưa bao giờ quen à, chưa biết là xui hay là hên à, nhưng mà nhìn đời màu hồng hay màu đen à, có đôi các bạn nghe cưng. Cho ngày mới lên, nắng trên cao, bao la khắp trời. Qua ngàn bão giông đến nơi đây, nghỉ ngơi bên đời. Dễ thương quá ạ. Thằng này đầu gắn lông gà lông vịt, nhìn cũng ngộ ghê, cứ đầu lâu nữa nè. Có ai tìm được hay chưa? Tôi mơ một giấc mơ xì chung mà, em xì chung mà tôi xì chung mà. Cho mày có đâu có bạn luôn nha. Tình xì chung và tiền cũng xì chung mà, nhưng xì chung thay cho ước mơ xì chung mà, lời chưa xì chung như ta từng xì chung mà, cho nên nhiều khi ta hay xì chung mà, xì chung tùm lum mà. Cái thằng này đứng một mình á thì nhìn thấy đẹp quá chừng luôn, sao để con sọ dừa của mình kế bên hay. Xấu quá, nhìn nó chất quá vậy ta. Thôi em chịu khó vô phòng ở với chị nha, đừng ở ngoài này mất công nó tuổi thân á cưng. Bao nhiêu cho vừa, cơn mưa đầu mùa, ngây thơ ngày xưa, có ai tìm được hay chưa.
Công nhận nhà có bàn tay của phụ nữ chăm sóc nó khác liền à. Làm sao đây à? Lâu ngày mình thương nhau thì sao? Nghe lời em tôi mềm lòng thì sao? Là sao? Là sao à? Thôi thôi thôi, tha cho tôi. Hình như sáng giờ mình chưa ăn gì hết á. Hàng chi thấy cái bụng kêu. Bao la khắp trời, qua ngàn bão sông, đến nơi đây nghỉ ngơi bên đời. Cho ngày mới lên nắng trên cao bao la khắp trời, qua ngàn bão sông đến nơi. Hôm qua mấy thứ này bị tàu pháo ruột chạy muốn chết luôn à. Hôm nay mà ăn nữa chắc chết thiệt luôn á. Ăn trái cây cho đẹp nhé. Vừa bổ vừa mát, không gặp tàu pháo. Đây là hai diễn viên đang được công chúng quan tâm nhiều nhất đó anh. Minh Tú năm nay 27 tuổi, thủ các vai nam chính trong hơn 20 phim truyền hình khác nhau. Ưu điểm về cả ngoại hình lẫn diễn xuất, cậu ta được giới chuyên môn đánh giá cao về nghề lẫn tương lai. Còn Kim Thanh á, xuất thân từ nghề người mẫu, diễn xuất á, thì chưa tinh tế lắm, nhưng đang được lưu ý bởi vì đã xuất hiện nhiều trên các mặt báo. Ngoài hai diễn viên này ra, còn ai phù hợp với lại vai chính trong bộ phim Giấc mơ cho em không? Anh muốn diễn viên cỡ nào cũng có hết, miễn sao cách xe ok là ok à. Chọn diễn viên chính thì phụ thuộc vào mức cách xe mà mình quy định đó nè. Em thấy là Minh Tú với lại Kim Thanh rất có tiềm năng và phù hợp. Họ cũng là những diễn viên có tên tuổi và nhiều vai nổi tiếng. Hai người này họ cũng kén kịch bản lắm. Giấc mơ cho em là một kịch bản hay nên họ mới nhận lời tham gia đó anh. Vô đi. Dạ. Dạ thưa anh, tới giờ hẹn với anh Hoàng Thanh rồi đó anh. Hoàng Thanh nào vậy? Dạ là người em giới thiệu với anh hôm bữa đó. À, mời cậu ta vô đi. Dạ. Được rồi, cậu làm đề xuất ký hợp đồng diễn viên rồi đưa cho cô qua nha. Dạ. À, sẵn đây á, anh nhớ rút lại sớm cái danh sách với lại ký sớm luôn giùm tôi nha, chứ để diễn viên mà họ nhận phim khác á, thì khổ lắm á. Ừ. Dạ. Ok, rồi cảm ơn anh. Dạ cảm ơn anh. Rồi, thôi ráng nha. Dạ. Ừ. Dạ. Dạ em chào anh. À chào cậu, mời cậu ngồi. Dạ dạ. Mấy con ốc này đẹp quá. Bữa nào vô trại mồ côi em sẽ đem mấy con cho Minh Minh. Anh đem nhiều giọt về lắm. Hôm nào mà em có đi á, thằng mấy đứa nhỏ rủ đi chứ. Anh đi ngoài cho tụi nó. Anh đem nhiều giọt về lắm. Hôm nào mà em có đi á, thằng mấy đứa nhỏ rủ đi chứ. Anh đi ngoài cho tụi nó. Vậy bữa nào em coi thử anh hai có rảnh không. Nếu anh rảnh mình cùng đi ha. Tối nay anh rảnh không? Rảnh? Có chuyện gì Phương Anh? Nếu tối nay anh rảnh á, mình qua nhà anh hai, má em nấu nhiều đồ ăn lắm. Ok. Chiều nay anh ghé. Vậy nha. Hả? Chuyện gì? Làm gì giật mình vậy? Cô làm gì vậy? Anh nha, ghê nha, giấu giếm cái gì nha. Bí mật dễ sợ đó mà. Cái gì nữa đây cô hai? Ý cô là sao? Sao tự nhiên hỏi ý em là sao? Anh làm nhân từ trên cung trăng rớt xuống bằng. Còn hơn từ cung trăng nữa. Cô nói gì tôi mà hiểu tôi chết liền á. Tại anh giả bộ không hiểu thôi. Chỗ đồng nghiệp với nhau á, có gì khó khăn cứ nói, Hương đây sẽ giúp đỡ tận tình. À,
Nếu vậy thì nhờ cô giúp phần khảo sát thị trường cho dự án Tranh Đồng Hồ. Được vậy tôi đa tạ lắm rồi. Bây giờ người ta muốn giúp á thì lại không muốn, không nói. Mốt đổ bể từ lưa á thì đừng trách sao Hương vô tình đó nha. Trời, báo gì mà chán, không có gì để đọc. Không được, mình phải bày ra chuyện gì để làm mới được. Đang nhờ ở đậu nhà người ta mà cứ ăn không ngồi rồi ngồi đọc báo gì hoài sao được. Con Gia Linh này cũng biết điều lắm chứ bộ. Lao rồi, hồi nãy mình mới vừa lao rồi mà. Từ lúc hai ổng đi tới giờ mình làm quần quật giống như Oxin rồi. Có còn chỗ nào mà mình chưa lao nữa đâu. Hình như là còn cái phòng của Ung Quân mình chưa có lao, mình chưa có dọn á. Cũng may là mình có cái khăn này. Đúng rồi đó. Chứ vô hả, phòng mấy ông đàn ông á hả, chắc là bề bộn mà hả, ngập đầu luôn á. Đẹp quá. Xài đồ xịn không? Mắt gì cười gì mày? Gì vậy? Không có gì. Thằng quỷ. Mày giải như vậy là không có được. Thì như giật cải bắp chứ gì. Cũng có gì đó không ổn hả? Không không không. Ổn. Nhưng mà tao thấy mày, tao thấy mày công nhận cái tương tự phong phú ghê luôn. Trời ơi, tao chưa thấy nhân vật nào á mà mắc cười như là cái nhân vật cải bắp này. Chán thiệt. Sao dạo này làm không có gì ra gì hết vậy trời? Nhiều lúc muốn trôi cho xong. Là sao? Tao tính xin nghỉ việc ở công ty, dành nhiều thời gian để đi tìm tài trợ cho dự án phim hoạt hình của tao. Chứ bây giờ mà cứ chung chân ở đây hoài, không biết đến bao giờ dự án của tao mới thành hiện thực được. Ê, mày mà bỏ đi như vậy á thì tao chết chắc rồi sao? Không có mày á, rồi nhân vật nghe bông rồi cải bắp rồi ai dễ. Mày muốn cái gì á thì mày cũng phải giúp cho tao xong rồi đã mày. Thì nghĩ tới mày nên giờ này tao mới còn ngồi đây nè. Còn không biết đường làm cho lẹ đi, còn ở đó mà lao lối ôm sòm. Còn sớm mà. Cái gì? 6 giờ rồi hả? Chết tao rồi đua. Anh Bèo đây. Bất ngờ không? Có gì đâu bất ngờ. Bánh bèo siêu mẫu mang tới mà không bất ngờ. Thôi, người ta có lòng, mình có dạ. Ăn đi. Mày thích á thì xin mời. Còn tao hả? Tao muốn bị Tào Tháo rượt đâu. Gì kỳ vậy? Bộ mày muốn ăn hết hả? Bánh bèo Huế số 1 đó nha. Không phải lúc nào cũng có ăn đâu à. Ăn không? Ừ. Bây giờ thấy người ta có đôi có cặp ăn bánh bèo,
mình cũng không còn tâm trí nào mà làm gì nữa. Mày hả mày? Cô từ từ ăn đi. Không được, em ăn hết hai dĩa này á là hư phọt em hết đó nha. Có đâu hư. Với lại ăn một mình đó buồn thấy mồ. Có liên quan gì tới tôi đâu. Anh Quân. Anh Đăng. Anh Quân. Không ai muốn ăn hết ta. Ăn đi. Mấy bèo. Tao đang không ăn xíu chứ Quân. À, anh em đi hỏng với. Ê. Mở cửa em đi hỏng với. 1, 2, 3, 4, 5. Má, bữa nay con Hương nó dọn đủ dư nữa nè. Nhà mình thế nào cũng có khách nữa cho mà coi. Nhà mình bán hàng chẳng lẽ không có khách. Mà em lấy đủ dư á là em tính luôn chị hai chứ bộ. Thôi được rồi, ăn cơm đi. Dạ. Ủa, sao bà sắp nhỏ không ăn cơm mà ngồi uống trà? Nè má. Đây. Dạ cảm ơn má. Nè, coi chừng xương nghe. Dạ. Cái rau đắng này á, con Linh nó mê lắm. Nấu với cá lóc là nó mê dữ lắm. Sao bữa nó về bà không nấu cho nó ăn? Bữa nó về nắng muốn bể đầu luôn, mọc sao nổi. Có mưa được vài đám mới có nè. Ê chết. Cái điện thoại bà bỏ quên ở trển rồi. Con chạy lên trển xíu lấy xuống đây cho bà ha. Dạ. Nè ông. Nè, ăn đi. Alo, chị hai hả? Ừ, chị nè. Giờ này mà có điện thoại là em biết chắc là chị hai rồi. Hai ăn cơm chưa? Em ăn chưa? Dạ, nhà mình đang ăn nè. Cho con nói chuyện với hai xíu coi. Chị hai, em điền nè chị hai. Hai đứa từ từ thôi, làm gì mà nhao nhao lên vậy? Rớt điện thoại giờ. Hai gặp má hả? Má, hai muốn nói chuyện với má nè. Được má. Alo. Con nè. Linh hả? Dạ. Ăn cơm chưa? Dạ cả chưa. Nhà mới nhắc là y như rằng mày gọi về hả? Khỏe không con? Con khỏe má. Má mạnh không? Ừ, mạnh. Hai đứa nhỏ sao má? Hai nhỏ dạ. Hả? Trời đất ơi, nó phá như quỷ. Ngày nào không bị chửi chắc tụi nó ăn cơm không được. Công việc của con sao rồi? Hôm bữa gọi về nói cái gì được đi đóng phim. Rồi đóng chưa? Chừng nào phát lên tivi? Phim á hả? Chắc là con không có nhận cái vai này đâu. Cái vai này á con thấy không có hợp với con. À vậy hả? Dạ. À thôi, thôi cũng được. Thôi nhưng mà làm gì cũng phải giữ sức khỏe nghe không? Dạ con biết rồi. Ba bay ổng nóng ruột lắm á, đòi lên thăm hoài hả? Thôi, má nói với ba đừng có lên đây chi cho cực. Trên này con tự lo được rồi. Với lại ở trên này con có nhiều công việc bận rộn lắm. Con còn phải đi tập luyện để thử vai khác nữa chứ. Thôi nha, má ăn cơm tiếp đi. Nói với ba con khỏe, ba đừng có lo. Mai mốt mà con ổn định á, con rước cả nhà lên chơi. Vậy nha, bye bye má, con cúp máy nha, bye 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 bye. Bởi vậy, cái người mà quan tâm tới nó nhất là không bao giờ nó hỏi thăm hết trơn á. Dạ, thưa anh, có cậu Quân tới ạ. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ, con chào ba. Ngồi đi con. Dạ. Bữa nay mặt trời đi vắng hay sao mà con tới kiếm ba vậy? Dạ, con biết là lâu rồi con không ghé thăm ba, nhưng cũng vì công việc lu bu quá, hôm nay con tới nhờ ba giúp cho con một việc. Con nói đi, ba nghe. Con đoán chắc chú Minh Phát cũng đã nói với ba
về dự án làm phim hoạt hình với dòng tranh dân gian của con. Bà đã nghe. Đó là dự án con đã ấp ủ 2 năm nay. Con muốn nhờ bà tài trợ cho dự án đó của con được không? Trước hết là bà ủng hộ ý kiến tốt đẹp của con về dòng tranh dân gian. Đó là một ý tưởng hay để lưu giữ văn hóa dân tộc. Nhưng bà cũng phải nói thẳng thắn với con rằng đó là một ý tưởng không thực tế. Bà nói vậy không phải là vì ba và con bất đồng về nghề nghiệp, mà bà nói dựa trên hiện thực bây giờ. Con biết thực tế bây giờ phim hoạt hình trong nước nhiều năm gần đây gần như là chết yểu, và thỉnh thoảng mới có được một phim đặc sắc đoạt giải. Tham dự liên hoan có 3 phim mà một phim đoạt giải thì có gì là đặc sắc chứ? Nhưng nếu cứ tư duy kiểu không lời thì không làm, thì làm sao phim hoạt hình có thể có được một cơ hội để đổi mới hả ba? Đổi mới đâu phải là chuyện một sớm một chiều. Một mình con không thể nào làm thay đổi một cỗ máy đang trì trệ từ lâu. Bà chưa thử thì làm sao biết mình có làm được hay không? Con rất mong bà ủng hộ cho con trong dự án này. Mà tại sao đường quan con không đi mà con cứ đâm đầu vào bụi rậm như vậy hả? Đó là niềm đam mê của con mà ba. Đam mê nhưng cũng cần phải sống chứ. Con tưởng con có thể sống sung sướng như bây giờ là tự bản thân con sao? Lương của con chưa đủ tiền trả tiền nhà thuê con đang ở đó. Con biết là con chưa làm được gì, bởi vậy con mới tới xin ba cho con một cơ hội. Nếu ba đầu tư cho dự án này của con hứa sẽ không để ba thất vọng đâu. Ba sẽ cho con một cơ hội nếu con từ bỏ những thú vui nhảm nhí của con để về đây làm với ba. Con biết là tới nói với ba chuyện này cũng vô ích thôi. Con với ba chẳng bao giờ có thể nhìn nhận chung được một vấn đề. Con đã sai lầm khi tới đây. Con chào ba. Lại gây chuyện nữa rồi. Anh ơi, anh có sao không? Tôi không sao. Tôi hơi chóng mặt một chút thôi. Chắc là ngồi nghỉ một chút là hết mà. Cô xong việc cứ về trước đi. Tôi không sao đâu. Không được. Anh bị cao huyết áp như vậy mà để chóng mặt là không tốt đâu. Để em gọi tài xế. Còn biết hôm nay ba có về trễ không ha? Hay là mình gọi điện cho ba đi má? Thôi con à, gọi nhiều ba sốt ruột. Nhưng không hiểu tại sao má thấy bồn chồn quá. Mình cứ gọi cho ba một tiếng cũng đâu có ảnh hưởng gì tới công việc của ba đâu má. Đó, vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện. Chắc là gọi điện nói là về trễ đi. Dạ. Alo, chị Phúc Mỹ phải không ạ? À, cô Vân hả? Dạ, anh Danh vừa mới vô bệnh viện, chị vô liền đi chị. Bệnh viện nào? Dạ, bệnh viện Bình Dân á, chị vô liền á chị. Được rồi. Gì vậy má? Con lên thay quần áo rồi gọi taxi. Bà đang cấp cứu ở bệnh viện. Không được việc phải không? Thấy được không khỏi. Thua keo này thì tao bày keo khác. Mày cũng biết trước kết quả khi mày gặp ba mày rồi mà. Không hiểu sao ba tao lại bảo thủ đến mức độ như vậy chứ. Cha mẹ nào mà không muốn điều tốt nhất cho con cái. Mày phải thông cảm cho ổng chứ. Nhưng mà ép tao kiểu đó thì không biết là muốn tốt hay muốn xấu nữa. Alo, Phương Anh hả? Cái gì? Ba có sao không? Được rồi, anh tới liền. Ủa, sao giờ này em chưa về? Anh thấy em về lâu rồi mà, sao còn đứng đây hả em? Em ở lại gặp đạo diễn bàn chút chuyện. Giờ anh đi đâu? Có hẹn với ai chưa? Chưa, nhưng mà có gì không em? Đi ăn tối với em đi. Thôi, em đi một mình đi. Anh về nghỉ ngơi, anh hơi mệt. Anh có mệt thiệt không? Hay là không muốn đi ăn với em? Anh đó nha, lần nào em rủ anh đi, anh cũng tìm cách tránh mặt hết á. Bộ anh ghét em lắm hả? Vậy thì đi. Nhưng mà ăn ở đâu? Em định mời anh đi ăn bánh xèo. Ok,
Ừ. Đi. Ở đây có món bánh xèo nhân củ hủ dừa, thêm cải mầm, ngon lắm. Hình như là anh thuộc lòng tất cả các món đặc sản ở đây thì phải. Ờ, phải. Anh với anh Quân cũng hay món này lắm. Vậy mà em cứ tưởng là anh đi với em là lần đầu chứ. Trời đất, em làm như là bánh xèo mới phát minh ra đây vậy đó. Thiệt tình. Vậy thôi, để bữa nào em nấu món gì rồi mời anh tới ăn nha. Chắc chắn sẽ là món đặc sản á, tại vì không có nhà hàng nào có đâu. Em mà nấu chứ anh không dám ăn đâu. Má, chào bác. Phương Anh, ba sao rồi? Bác sĩ, dạ tôi thế nào rồi ạ? Tình trạng của bác không có gì nguy hiểm, nhưng mà do bác có tiền sử bệnh cao huyết áp. Nhưng mà mọi người đừng lo lắng quá. Tôi nghĩ trong thời gian tới á, bác nên có chế độ nghỉ ngơi thích hợp, tránh những xúc động và đừng lo lắng quá mức. Vậy dạ, bao giờ nhà tôi được về? Bác cứ yên tâm, huyết áp bác ấy ổn định rồi thì về. Mọi người có thể vô thăm được rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn chị ạ. Rõ lắm, nhưng mà nghe đâu là đại gia mới này chơi trội lắm. Dự án lần này chắc chắn sẽ được đầu tư dữ dội, đến nơi đến chốn đó anh. Vậy cũng hay, cái gì mà chuyên nghiệp anh ủng hộ. Ừ, em cũng vậy. Ba đi một mình được mà. Em cứ làm như anh là ông già lụm cụm không bằng. Thôi được rồi, được rồi. Bây giờ thì phong độ rồi. Chả bù cho hồi chiều cô Dân gọi, làm em muốn lên ruột luôn đó. Ủa, hai cha con có chuyện gì nữa hả? Dạ, chắc cả nhà cũng đói bụng rồi. Thôi để con chạy ra tiệm mua cháo gà cho cả nhà ăn. Không được, da gà nhiều cholesterol lắm. Con mua cháo gà cho cả nhà, còn riêng ba con mua cháo bào ngư nha. Dạ. Em đi với anh hai nha. Mình, hai cha con có chuyện gì hả? Có chuyện gì đâu. Mà thôi, mình vào lấy cho tôi cái khăn. Em ở trong xe, anh vô gặp ngoại một chút. Ừ, anh cho em vô chào ngoại một tiếng rồi về cũng được mà. Ngoại ngủ rồi. Thì phải cho em vô rồi mới biết là ngoại thức hay ngủ chứ. Ủa ngoại, sao ngoại ngồi ở đây ngoại? Dạ con chào ngoại ạ. Ơ, Kim Thanh phải không? Thấy hoài trên báo mà. Ở trên báo đẹp, ở ngoài còn đẹp hơn nữa. Thôi vô nhà chơi đi cháu. Dạ. À mà Tú ơi Tú. Dạ. Con mở cửa giùm cho ngoại đi, chứ nó cứng quá, ngoại mở ngoại kéo không được. Dạ. Đây. Dạ. Em ở đây chơi với ngoại, anh lên lầu chút xíu. Dạ. Trời ơi, nó làm như bà ngoại, nó không biết tiếp khách vậy. Cậy nó con. Dạ. À, con uống cái gì, ngoại vô ngoại lấy nè. Dạ được rồi ngoại, khi nào khác con tự đi lấy. À, vậy hả. Nè, hai đứa mới đi chơi về phải không? Dạ không, tụi con mới đi ăn tối về thôi à. Vậy hả. Thanh niên tụi con bây giờ á, cũng đừng vì say mê công chuyện quá mà quên cả chuyện gia đình. Con người lớn lên cũng phải có nơi có chỗ ha. Dạ. À, thôi lúc nào rảnh á, con biểu thằng Tú á, nó trở về đây chơi với ngoại lâu lâu một chút, nhiều nhiều một chút. Chứ nó làm gì biệt tích biệt tâm à, lâu lâu mới thấy mặt một lần.
Nhưng mà ngoại ơi, anh Tú anh bận lắm. Nó mà bận. Không có mặt con ngoại tranh thủ nói xấu con phải không? Đó con thấy không? Nó xấu gì? Bậy nè. Ngoại biểu con Thanh lúc nào nó rảnh á, nó ghé đây chơi lâu lâu với ngoại. Ở nhà mình buồn thấy mồ. Ngoại ơi, Kim Thanh người ta diễn viên nổi tiếng, người ta bận rộn lắm, làm sao tới thăm ngoại được? Nó thì cứ vậy không à. Kệ nó con, hãy rảnh là chạy ù về đây chơi với bà ngoại ha. Dạ. Ừ. Ngoại ơi, giờ cũng trễ rồi, xin phép ngoại con về trước, rồi bữa nào rảnh con tới thăm ngoại nha. Ừ. Nhớ nha, cứ chạy đại tới đây thăm bà ngoại thôi. Dạ, xin phép ngoại con về ạ. Ừ. Cái thằng khỉ con này nè, chắc là có cái chuyện gì nó giấu tôi đây. Nhưng mà con ơi, Tú ơi, con đừng qua mắt bà ngoại nha con. Không bao giờ con qua mắt được lão bà này đâu. Thiệt tình, mất nói gì cho thằng đó thăm con chi bây giờ. Nó đã bỏ đi rồi, không có nói nhiều. Vô nhà nhanh lên, đóng cửa lại. Hả? Đóng cửa lại đi. Tôi biết rồi. Anh Quân về hả? Thiệt tình đó, vô nhà nhanh lên, đóng cửa lại. Tôi đóng rồi. Thì đó, đã nói rồi, đóng cửa lại là xong. Tự nhiên bây giờ để cho thằng đó bắt mất con rồi ngồi đó khóc. Thiệt tình á. Ủa vậy nãy giờ không phải cô nói chuyện với tôi hả? Hồi nãy giờ tôi có nói chuyện với anh hả? Trời đất, rõ ràng là cô kêu tôi về nhà đóng cửa lại mà, lẽ tay tôi có vấn đề. Không, thiệt tình á, tôi đang nói chuyện với nhã trong phim kìa. Mẹ ơi hãy yêu con lần nữa, nó chậm chạp quá. À, anh Quân, anh ăn gì chưa? Tôi ăn rồi, còn cô? Tôi định nấu cơm để chờ anh về ăn chung. Mà tôi thấy trong tủ lạnh chỉ còn có mấy đồ hộp, không còn gì hết cho nên tôi không nấu luôn. Ủa vậy cô chơi gì hết à? Hả? Cô chơi gì hết à? Thì không phải, tôi chờ lâu quá, tôi đói quá nên tôi nấu mì của tôi ăn rồi. Tôi hỏi coi anh ăn chưa, tôi vô tôi nấu cho anh ăn. Thôi cảm ơn, tôi no rồi. Cô tập ta hả? Không. Con này sao nó khổ quá. Nói thì nó không nghe. Cô làm gì vậy? Hả? Ai cho phép cô tự tiện bài chiến trường trong nhà tôi? Tôi đâu có tự tiện đâu. Không tự tiện à? Không tự tiện mà thay đổi tùm lum, rồi quăng hết đồ tôi ra đây là sao? Tại hồi sáng á, anh kêu tôi dọn nhà cho nên tôi mới dọn dẹp lại thôi chú bộ. Nhưng tôi nhớ rõ ràng là tôi đâu có dặn cô quăng đồ tôi ra. Thì đó, nhưng mà tôi thấy chỉ có mỗi cái phòng đó là trống thôi cho nên tôi mới dọn đồ tôi vô thôi. Đồ của anh á nặng muốn chết luôn, tôi dọn ra dọn vô á muốn gãy cái lưng luôn á. Tôi còn dọn luôn cả cái phòng cho anh nữa, anh không biết gì hết trơn, chưa gì nó chửi tôi rồi. Dọn đồ thôi mà. Anh không thích thì thôi tôi dọn vô lại. Thôi. Làm ơn. Được rồi, đợi đến giùm tôi đi ha. Mai mốt nhớ, đừng bao giờ dọn dẹp đồ gì trong phòng tôi hết á. Nhìn cái mặt khó ưa khó chịu lạnh lùng như vậy mà cũng có tính người. Cũng may á, ổng không bắt mình đem vô. Ổng mà làm dữ lên á, bắt mình khiêng mấy cái này vô lại á, chắc chết luôn á. Cẩm Hương,
Tập thể dục nha. Dạ. Nè. Nè. Trời. Chi vậy? Quét hết cái sân này là khỏe con. Khỏi cần tập. Má này, quét nhà làm sao gọi là tập thể dục được. Trả má nè. Thôi đi. Thấy tập là ngứa con mắt à. Bây giờ con nhìn cái thân hình con đi. Còn một chút xíu mỡ nào đâu mà tập. Hả? Thân hình của con là thân hình của người mẫu đó nha. Mẫu gì? Siêu mẫu. Siêu mẫu hả? Siêu xương á thì có. Trời ơi mày ưỡn hả? Mày ưỡn mày có một miếng nào mày ưỡn hả? Mày ưỡn bằng tao không? Mày nhìn đi. Có không? Con gái là phải nhấp nhô chập trùng mới hấp dẫn. Nhìn mày hả? Tao thèm xíu quách muốn chết luôn à. Nè, rờ cái tay con đi. Nghe không? Bây giờ má mà bẻ làm mạnh tay một chút hen là cái tay con gãy xương rồi. Còn cái chân nè, khẳng khiu vậy đó. Chân con ăn dài tướng người mẫu đó nha. Má này chọc con hoài. Người ta có mỡ á, người ta tập để tan mỡ. Mày không có mỡ mày tập làm gì, chắc xương hả? Con tập chắc xương đúng rồi đó. À, tập cho chắc xương phải không? Con này cũng có lý. Còn nếu tập cho tan mỡ á, hen, thì cái tướng của Cẩm Hường á, để Cẩm Tú nói nha, cần bơm vô cái con người Cẩm Hường á 20kg mỡ nữa thì tập nó mới tan. Má, 20kg mất phật người mẫu má. Trời, sao mặc vừa đồ con nữa. Mày mệt quá. Muốn tập cho chắc xương phải không? Chỉ cho mà tập nè. Nhìn những động tác này nè. Nhìn đi. Trước khi tập con phải hít sâu. Con thở mạnh ra bằng miệng. Nghe chưa? Trong cái đan điền phải xuống đây nè. Đó. Tất cả mọi thứ con phải tập thì nó mới không gãy xương được. Nghe chưa? Sau đó thì tay con phải quơ. Má. Má tưởng có mình mới làm được hả? Nhìn nè. Thôi má nói chơi thôi con. Má làm được chứ mày không có làm được. Mày gãy xương à? Ê, thấy chưa? Má. Thấy chưa? Đi vô nghỉ ngơi đi con. Vô nghỉ ngơi đi con. Đi vô. Ăn thì lười ăn không ăn. Suốt ngày giữ eo giữ ọt. Nhìn cái tướng đó kìa. Trời ơi là trời. Trời ơi bởi gì? Cái tướng nó y như thằng cha nó hả? Anh Quân, điện thoại kìa. Anh Quân. Tôi nghe luôn. Alo. Phương Anh hả? Dạ không, tôi là Gia Linh nè. Anh kiếm ai vậy? Xin lỗi cho tôi gặp Thế Quân. Anh chờ chút nha, tôi kêu ảnh. Anh Quân, có người kiếm kìa. Nói chờ tôi một chút. Alo, anh gì ơi, anh nói là chờ anh chút nha. Ai kiếm tôi đâu? Đó. Đâu? Điện thoại kìa, trước mặt kìa, bỗng thấy hả? Điện thoại thì nói điện thoại đi. Ai kiếm, ai kiếm? Alo Quân nghe. Ủa, Hải Đăng hả? Có gì mà gọi sớm vậy? Ờ, chắc bữa nay nghỉ phép, giải quyết số chuyện mà. Ê, mày đang giấu ai trong nhà đúng không? Thành thật khai báo cho tao đi mày. Đâu có, người quen đang ở nhờ thôi. Vậy còn kịch bản đang dở dang thì sao? Chiều mày ghé nhà tao đi, tao mày bàn. Có gì đâu. Ừ, vậy cũng được. Có gì chiều tối á, tao đi làm về ghé ngang nhà mày luôn. Được chưa? Ừ. Vậy nha, bye. Ý tưởng của vậy là hết rồi hả? Dạ, chú Phát biết đó. Nè, cậu chưa đủ tư cách gọi tên cúng cơm của tôi đâu nha. Nhớ chưa? Dạ, chú biết đó. Chuyện tiền nông ảnh hưởng tới ý tưởng nhiều lắm mà. Cho nên nếu... Nếu sao? Cháu đảm bảo cháu làm show này với tất cả sự tâm đắc của cháu à. Tôi cũng hy vọng vào sự tâm đắc của cậu. Thôi được rồi,
Tôi sẽ nói với bộ phận tài chính làm thủ tục ứng trước 50% cho cậu. Nhưng nhớ, đừng để cho tôi thất vọng nha. Dạ, cháu cảm ơn chú ạ. Ba anh có sao không? Cảm ơn em, cũng không có gì nghiêm trọng. Bác sĩ dặn là tránh làm việc quá sức và tránh xúc động mạnh thôi. Lần này ba lên máu chắc là cũng do anh. Ủa sao vậy? Chắc anh lại gây lộn với ba phải không? Bữa đó anh cũng hơi nóng tính, mà cũng tại ba. Cái gì cũng quá cứng nhắc. Trước giờ bác đã như vậy, anh cũng nhìn bác chút. Dù gì mình cũng là con cái. Em nói thì hay lắm. Chứ thử hỏi á, em có một người cha bảo thủ như vậy, coi em có chịu nổi không nha. Ước gì em cũng có được một người cha. Chắc lúc đó hạnh phúc lắm. Em chưa từng biết cảm giác có một người cha sẽ như thế nào. Anh xin lỗi, đã nói những điều khiến em buồn. Em không sao, em chỉ muốn chia sẻ cảm xúc của mình với anh, chứ không có trách gì anh đâu. Em không chia sẻ với anh, em đâu biết chia sẻ với ai bây giờ. Nè, ông Minh Phát ok dự án đó cho anh rồi phải không? Tất nhiên là có quân sư như em thì làm sao lại không thành công được chứ. Anh đó, phải làm show này tử tế đó nha, không là mang tí em giới thiệu đó. Với lại tập đoàn Minh Phát đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực giải trí. Show này mà anh làm tốt thì không thứ gì cho anh làm đâu. Anh biết rồi, nhưng mà lão Minh Phát phách lối thôi mà ghét. Lão mà không có tiền thì... Bởi vậy người ta mới nói có tiền là có quyền. Cũng như em vậy nè, đẹp thì có quyền chảnh. Em chảnh với anh hả? Với anh thì chỉ có tình thôi. Mình mua gì mà sách đùng đề vậy? Em mua bông hoa tiso để nấu tim heo cho mình và Thế Quân. Hôm nay nó hẹn về nhà hả? Không, bởi vì bữa vừa rồi em thấy sắc mặt của nó không bình thường. Em sợ nó ham làm, thức khuya, rồi cà phê, thuốc lá, cho nên là gan phổi của nó không có được tốt. Nghe anh em nó hẹn nhau hôm nay Phương Anh qua nhà nó chơi, cho nên là em mới nấu tiện Phương Anh mang qua luôn. Cái thằng cứng đầu. Đàn ông có giỏi mấy đi nữa mà không có người đàn bà bên cạnh cũng coi như không thành công. Chỉ được cái khổ cha khổ mẹ lo lắng. Mình phải thông cảm cho con chứ. Thanh niên bây giờ tụi nó muốn độc lập mà. Trước tiên tôi thành thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của dự án phim Giấc Mơ Cho Em. Nhưng đó là vì do một số trục trặc về mặt tài trợ thôi. Vậy là sao anh? Em cứ bình tĩnh nghe người ta nói hết đi. Mọi người cứ yên tâm, đó thì chỉ là trục trặc nhỏ. Hiện tôi có một tin vui muốn thông báo với các bạn. Kể từ hôm nay, hãng phim của chúng ta chính thức trở thành thành viên của tập đoàn giải trí Minh Phát. Dự án phim Giấc Mơ Cho Em sẽ được tập đoàn Minh Phát mua lại và sẽ sản xuất. Và bây giờ tôi xin giới thiệu với các bạn: Chủ tịch tập đoàn, ông Đoàn Minh Phát. Chủ tịch hội đồng quản trị.
Trước tiên tôi xin cảm ơn các bạn vì sự hợp tác với tôi. Những điều tôi cần nói hôm nay đó là rất là cảm ơn sự hợp tác của tất cả chúng ta. Và rất mong sự hợp tác của chúng ta sẽ thành công mỹ mãn. Và Minh Phát sẽ là một tập đoàn giải trí hàng đầu. Còn về dự án phim Giấc mơ cho em, sẽ vẫn tiếp tục ekip cũ, không có gì thay đổi ngoài chuyện thay đổi nhà sản xuất. Vấn đề cuối cùng tôi muốn tuyên bố là tập đoàn Minh Phát muốn ký kết hợp đồng độc quyền với hai diễn viên Minh Tú và Kim Thanh. Sao, Minh Tú và Kim Thanh có hứng thú gì đối với đề nghị này không? Nhưng cụ thể hợp đồng như thế nào? Ông có thể nói rõ hơn không? Đơn giản, nếu nhận lời, các bạn sẽ là người của tập đoàn Minh Phát trong công việc. Ngược lại thì Minh Phát sẽ có chiến lược lăn xê các bạn thành ngôi sao hoặc hơn thế nữa. Vậy còn thời gian hợp đồng, ngoài ra còn điều khoản nào khác nữa không thưa chú? Dĩ nhiên là còn rất là nhiều điều khoản khác nữa. Sẽ có một bộ phận của tập đoàn Minh Phát bàn cụ thể với cô. Các bạn có thể suy nghĩ về lời đề nghị của tôi và sẽ bàn kỹ trong một cuộc họp khác. Có ai còn câu hỏi nào không? Nếu không còn gì, buổi họp hôm nay kết thúc. Cảm ơn các bạn.